tận tâm trong từng giải pháp an phát nông an tâm phát triển nông nghiệp Trân trọng kính chào quý khán giả, quý nhà nông đang đến với chương trình Thời tiết Thủy Văn được phát sóng trên kênh youtube An Phát Nông Cây ăn Trái. Và như thường lệ hàng tuần thì cứ mỗi thứ ba vào lúc vào 19 giờ thì bà con chúng ta lại dành ra một buổi để lắng nghe những thông tin về Thời tiết Thủy Văn cho tuần tới để từ đó thì chúng ta có một kế hoạch chăm sóc vườn cây hiệu quả hơn. Vâng và chương trình Thời tiết Thủy Văn tuần này sẽ là những thông tin về những ngày đầu tháng 10 từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 10. Xin kính mời bà con chúng ta cùng tiếp tục theo dõi nhé. con thân mến và đồng hành với tú liêm trong chương trình ngày hôm nay chính là vị thạc sĩ hình thị ngọc điệp đến từ đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ sẽ đồng hành với chúng ta để chia sẻ về những thông tin về thời tiết thủy văn. dạ vâng tú liêm xin kính chào thạc sĩ ạ. À. kính thưa bà con nông dân và các bạn nghe đài. À, và con thân mến thì hôm nay ngoài khu vực Biển Đông thì chúng ta có ghi nhận một cơn bão mới có tên là Ra Thông. Đây là cơn bão số 5 của nước ta trong năm nay. Tuy nhiên thì rất là may mắn khi mà cơn bão này nó không ảnh hưởng nhiều đến khu vực đất liền. Và chuyển sang về tình hình thời tiết khu vực phía Nam thì những ngày giữa tuần này có diễn biến ra sao? Xin kính mời bà con cùng theo dõi những thông tin từ tài sĩ Hoàng Thị Ngọc Đẹp nhé. Hiện tại thì không khí lạnh ở phía nam lục địa Trung Quốc di chuyển về phía nam, nén đảnh thấp đi qua cái khu vực Bắc Bộ sẽ tác động trực tiếp đến các cái tỉnh Bắc Bộ cũng như là Bắc Trung Bộ và dự báo trong những ngày giữa tuần từ thứ tư đến thứ năm, tức là ngày 2 và ngày 3 tây tháng 10 thì cái không khí lạnh sẽ tiếp tục di chuyển về phía nam. Nén cái rãnh thấp về phía nam đi qua cái khu vực ở Trung Bộ và cái đợt không khí lạnh này sẽ tác động đến các cái tỉnh Bắc Bộ cũng như là Bắc Trung Bộ. Do đó mà trời chuyển mát, đêm và sáng thì là trời lạnh, riêng cái vùng núi phía Bắc Bộ thì là trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa thì sẽ phổ biến từ 19 cho đến 22 độ, vùng núi là từ 17 cho đến 19 độ khu vực núi cao thì có nơi sẽ dưới 16 độ, còn đối với khu vực Nghệ An Hà Tĩnh thì cái nhiệt độ sẽ phổ biến ở mức là từ 20 cho đến 23 độ. Trong khi đó thì khu vực các cái tỉnh Nam Bộ thì lại là ở rìa xa phía nam của cái rãnh thấp, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động trở lại nhưng mà cường độ không mạnh. Do đó mà thời tiết trên cái khu vực chủ yếu là mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm thì có cái mưa rào trên cái diện tương đối là khá. Có nơi thì cũng có cái mưa vừa, cục bộ thì có mưa to và dông trong cơn dông thì bà con nông dân cũng cần đề phòng gió giật mạnh cũng như là lốc xoáy với cái xác sức mưa là từ 50 cho đến 70 phần lượng mưa trong cái thời kỳ này ở khu vực là dao động là từ 10 cho đến 30 mm có nơi sẽ trên 30 mm ngày thì giảm mây và nắng cái nhiệt độ trong ngày sẽ phổ biến ở mức là từ 32 cho đến 34 độ có nơi sẽ trên 34 độ còn ban đêm thì sẽ phổ biến ở mức là từ 24 cho đến 27 độ. Riêng ở cái khu vực phía Bắc miền Đông thì có nơi sẽ dưới 24 độ. À vậy là giữa tuần này thì ban ngày thời tiết khá là khả quan, chỉ có uh, mưa thì xảy ra vào lúc chiều tối thôi. À, vậy thì còn thời tiết cuối tuần này đến đầu tuần sau, tức là từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10 thì nắng mưa sẽ thay đổi ra sao thưa thạc sĩ? À, những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì cái rãnh thấp sẽ tiếp tục bị nén về phía Nam đi qua cái khu vực Trung Trung Bộ thì cái khối không khí lạnh di chuyển ra phía đông và suy si yếu làm cho thời tiết ở các cái tỉnh miền Bắc sẽ giảm mưa, trời thì có phần ấm hơn. Còn đối với khu vực các cái tỉnh miền Đông và miền Tây thì ở cái rìa ở phía Nam của cái rãnh thấp tuy nhiên thì sẽ kết hợp thêm với cái nhiễu động ở ngoài khơi có xu hướng di chuyển về phía đất liền các cái tỉnh Nam Bộ cũng như là Nam Trung Bộ vì thế mà mưa trên cái khu vực sẽ có xu hướng gia tăng ở cái diện là nhiều nơi và mưa thì sẽ tập trung nhiều vào trưa chiều cũng như là chiều tối đêm về sáng sớm với cái xác suất mưa dao động ở mức là từ 60 cho đến 80%, lượng mưa trong cái thời kỳ này sẽ phổ biến ở mức là từ 30 cho đến 50 mm, có nơi sẽ trên 80 mm. À, ban ngày thì có lúc cũng giảm mây và nắng nhiệt độ trong ngày thì có xu hướng giảm nhẹ ở cái mức là từ 30 cho đến 33 độ, có nơi sẽ trên 33 độ còn ban đêm thì sẽ dao động ở mức là từ 23 cho đến 27 độ vâng như vậy thì cuối tuần này mưa gia tăng trên diện rộng do đó thì những vườn chúng ta đang tạo mầm nè đang xiết nước nè rồi dở bạc kích mắt cua hoặc là đang sổ nhụy thì chắc chắn là chúng ta phải chuẩn bị trước những cái thao tác để đối phó với tình hình mưa lớn sắp tới à, và về phần thông tin thủy văn thì cũng rất là quan trọng để bà con chúng ta có một cái kế hoạch chăm sóc vườn cây hiệu quả hơn ngay sau đây thì xin kính mời bà con chúng ta cùng lắng nghe những thông tin từ thạc sĩ nha về mực nước ở đầu nguồn sông Cửu Long thì trong những cái ngày qua thì lại là đang lên ghi nhận được là ngày 29 tháng 9 thì trên sông Tiền tại Tân Châu là 3m28 còn trên sông hậu tại Châu Đốc là 2m95 và dự báo trong cái tuần tới là cái mực nước ở đầu nguồn sông Cửu Long sẽ tiếp tục lên đến ngày 4 tây tháng 10 mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở cái mức là 3m4 dưới báo động 1 là 0,1m còn tại Châu Đốc thì ở cái mức là 3 m trên báo động 1 là 0,1m còn đối với các cái trạm hạ lưu thì sẽ ở cái mức là từ báo động 2 đến báo động 3 có nơi sẽ trên báo động 3 và mực nước tại hầu hết các cái trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn Đồng Nai thì sẽ tiếp tục lên trong những ngày tới còn đối với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì đến ngày 4 tây tháng 10 thì cái mực nước sẽ ở cái mức là trên báo động 1 tại trạm Phú An cũng như là cái khu vực nhà bè sẽ dao động ở mức là từ 1 m rưỡi cho đến 1 m 52 với mực nước này thì có thể là sẽ gây ngập nhẹ ở cái khu vực trũng thấp ven sông ảnh hưởng đến các cái phương tiện giao thông do đó mà mọi người thì cũng cần phải lưu ý Dạ vâng, trân trọng cảm ơn thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp đã tham gia và chia sẻ thông tin cùng với quý nhà vương. Xin chào tạm biệt và chúc cô một buổi tối thật là an lành ạ. À. Bà con thân mến, như vậy thì tháng 10 này cũng là lúc sầu riêng miền Tây đang bước vào giai đoạn sổ nhị và nuôi trái rộ. Cùng lúc đó thì sầu riêng miền Đông đang bước vào giai đoạn tạo mầm cho mùa thuận 2024-2025. Và với bối cảnh thời tiết là nắng mưa đang xen trong tuần này thì sầu riêng chúng ta cần phải lưu ý những gì? Xin kính mời bà con cùng đến với một lưu ý canh tác nhé! Bà con thân mến, hiện tại thì các vườn sầu riêng khu vực miền Đông đang tạo cơ đọt để chuẩn bị cho niên vụ 2024-2025. Và lưu ý bà con là cơ đọt cuối thì chỉ rơi vào khoảng 25 đến 30 ngày thôi, một khoảng thời gian rất là ngắn. Do đó thì bà con chúng ta phải lưu ý là thường xuyên kiểm soát sâu rầy, định kỳ từ 5 đến 7 ngày một lần, chúng ta phun sâu rầy và nhớ kèm theo thấm sau 30 giây để tăng hiệu lực quản lý và để tránh lưu tồn đạm làm cho cây khó chuyển qua cái giai đoạn sinh sản thì cây cuối bà con nên hạn chế NPK chứa đạm cao và ưu tiên ba số kết hợp với DAP để cơ đọt cuối được xanh và được dày dặn hơn và đến khi cặp lá số 2 mở thì bà con chúng ta có thể bón lân tạo mầm và song hành với việc đó thì một số vườn cây ăn trái đang trong giai đoạn là phục hồi sau thu hoạch nè một số vườn cây con đang gặp cái hiện tượng đó là cháy lá hay bà con mình còn gọi đó là cháy lá tổ kiến hiện tượng luộc lá Vâng, đây là do nấm Rhizoctonia solani gây ra. À, bệnh thì lây lan rất là nhanh trong cái điều kiện ẩm độ cao, và có thể làm hư lá và chết nhánh rất là nguy hiểm. Do đó thì à, bà con chúng ta nên là khi mà cái vườn chúng ta đã gặp hiện tượng này rồi thì nên cắt bỏ những cái cành bị bệnh và chúng ta đem đi tiêu hủy ngay vì Rhizoctonia nó có thể để là hạt nấm và lưu tồn cho những cái vùng mùa sau hay bà con ha. Và sau đó thì chúng ta phun phòng với thuốc trừ bệnh là Elisa kết hợp với Arigon 620. Và quay về những cái vườn sầu riêng miền Tây thì giai đoạn à, sổ nhị nè, chạy trái này vốn rất là nhạy cảm rồi. Trước những cái thay đổi bất thường của thời tiết thì có thể làm à, trái rụng mất kiểm soát. Và để chống rụng theo quy trình thì bà con có thể à, phun bằng mươi 247 kết hợp Carbophos và Nutri Active thời điểm vừa giúp nhụy 80%. Trường hợp trái rụng ngồ do sốc nước thì khuyến cáo bà con nên điều hòa ổn định sinh lý bằng cách là tưới super xung quanh tán cây nhé. Vâng và thưa quý vị khán giả, bản tin thời tiết tuần này thì cũng giúp cho bà con chúng ta hiểu rõ hơn về thời tiết những ngày đầu của tháng 10. Qua đó thì anh em cũng có những cái lưu ý canh tác để bà con mình có sự chuẩn bị trước để chăm sóc vườn cây được hiệu quả hơn. Và cảm ơn bà con đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chúc cho bà con có một cái tháng 10 thật là vui vẻ và may mắn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng kỳ sau nhé. tận tâm trong từng giải pháp an phát nông an tâm phát triển nông nghiệp